Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay phía trước của Tòa Đại sứ quán của Liên bang Nga tại Berlin. Và trước đây vốn là Tòa Đại sứ của Liên Xô cũ. Và sau khi năm 1991 thì Liên bang Xô Viết đã tan rã, trở thành nhiều nước khác nhau. Và hiện nay ở đây vẫn là Tòa Đại sứ của Liên bang Nga, nơi hiện diện từ lâu cái tòa nhà này. Và tòa nhà này cũng nằm ngay sát cái trung tâm thủ đô Berlin. Và từ đây ra chỗ cổng thành, ở nơi mà rất nhiều khách du lịch, trong đó có cả Việt Nam đến tham quan, cũng rất gần. Và liên quan đến Liên bang Nga thì gần đây tại Việt Nam, trong cái sự việc mà bãi Tư Chính do Trung Quốc đã đưa tàu thăm dò vào để xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, thì đã xảy ra cái sự việc là tại đó, cũng tại bãi Tư Chính đó, thì có công ty Rosneft của Nga đã liên doanh với Việt Nam và đang tiếp tục khoan thăm dò và làm cái công tác dầu khí ở đó. Và các bạn, đây là hình ảnh của công ty Rosneft của Nga. Và bây giờ chúng ta hãy đặt câu hỏi là tại Biển Đông, nếu mà xảy ra chiến tranh với Trung Quốc thì liệu Liên bang Nga có can thiệp hay không? Đây là một câu hỏi mà rất nhiều người muốn được biết. Và ngoài ra, Liên bang Nga là một nước lớn, họ cũng có sự hiện diện của doanh nghiệp tại nhiều nước, và trong đó có Việt Nam, thì đối với họ, việc bảo vệ những cái doanh nghiệp đó là điều tất nhiên và mà họ phải làm. Trong cái bài báo được đưa ra vào ngày 7 tháng 8 tại tạp chí Forbes rất nổi tiếng của thế giới, cho rằng Việt Nam có một chiến lược thông minh để ngăn Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông khi hợp tác với Nga khai thác dầu khí trong Biển Đông, vì Nga là một cường quốc mà Bắc Kinh không thể làm phật lòng trong thời điểm này. Đây là hình ảnh mà các bạn đã thấy những cái người nhân viên của công ty dầu khí Rosneft, là công ty nhà nước của Nga, đang làm việc tại Việt Nam. Và ngoài ra, bài báo này cũng nói rằng nếu đụng độ quân sự diễn ra ở bãi Tư Chính hay nơi nào khác trên Biển Đông thì không có gì đảm bảo là Nga hoặc Mỹ sẽ can thiệp để giúp Việt Nam, và như vậy sẽ làm phật lòng Trung Quốc nếu Việt Nam không có thái độ dứt khoát. Vâng, việc Liên bang Nga, trước đây là Liên Xô, đã hợp tác với Việt Nam để khai thác dầu khí thì đã có từ rất lâu. Và các bạn cũng chứng kiến trong cả quá trình lịch sử đó, thì với sự hiện diện của những cái giàn khai thác này thì Trung Quốc từ trước đến nay vẫn càng ngày gần đây thì vẫn thường xuyên xảy ra cái việc là họ đưa tàu vào quần đảo xung quanh những cái vùng mà thuộc chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Với cái sự xuất hiện và hiện diện của công ty dầu khí Rosneft của Nga thì liệu chính phủ Nga có bảo vệ những công ty này như thế nào khi mà chiến tranh xảy ra ở trên vùng biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong cái việc mà Trung Quốc luôn luôn nói rằng là cái đường lưỡi bò nó bao gồm gần như trọn toàn bộ vùng bờ Biển Đông, là trong đó có chủ quyền Việt Nam là của họ. Thì với cái sự phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thời gian vừa qua thì họ nói rằng họ sẽ cương quyết bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của họ, thì có nghĩa là họ sẽ cương quyết và tiếp tục trong thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều cái biện pháp khác nhau để xâm lấn cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở đây. Trước đó thì các bạn cũng đã biết, trong cái thời gian trước, nhiều công ty khác đã tham gia vào thăm dò dầu khí ở cái thềm lục địa của Việt Nam, nhưng cuối cùng họ đã phải rút đi trong một cái thời gian nhất định vì bị sức ép của chính phủ Trung Quốc. Và cụ thể nhất đấy là cái công ty Petzoi ở tại Biển Đông, họ đã ngừng khai thác và đã rút giàn khoan đi trong cái thời gian vừa qua. Và trong cái bài báo này cũng ghi rất rõ là trong quá khứ Việt Nam đã chọn đối tác được cho là không mấy có trọng lượng như tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ NOGK và tập đoàn khai thác dầu khí Repsol của Tây Ban Nha. Cả hai tập đoàn này cuối cùng đã phải bỏ dự án khai thác dầu khí liên doanh với Việt Nam vì áp lực từ Bắc Kinh. Và đây là cái hình ảnh mà các bạn có thể thấy là logo cũng như cờ biểu tượng của cái công ty Repsol của Tây Ban Nha này đã phải rút đi vì cái tiềm lực và cái khả năng bảo vệ của chính phủ của những nước này đối với họ là không lớn như Nga. Và việc Việt Nam đưa Nga vào tham gia vào lần này thì các bạn đã thấy, đây là hình ảnh các nhân viên của công ty Rosneft của Nga đang khai thác cùng với cả cái công ty của Việt Nam tại vùng thềm lục địa của Việt Nam. Và một cái nhận xét, một cái bình luận, họ nói rằng lần này một đối tác đáng gờm hơn đã vào cuộc, đó là tập đoàn Rosneft mà cổ đông chính là chính phủ Nga. Đây các bạn nhìn xem, và họ đã hiện diện từ lâu tại thềm lục địa Việt Nam. Và liệu khi mà đụng độ với Trung Quốc thì chính phủ Nga có đưa tàu quân sự ra để cản phá
hoặc là tham gia vào cái việc mà binh vực Việt Nam để bảo vệ cái công ty Rosneft này hay không. Thì đấy là một điều chúng ta cần phải bàn thảo tới. Và các bạn cũng đã biết là thực ra Nga hiện nay cũng đang vướng phải rất nhiều cái vấn đề khác nhau. Đó là việc là Nga bị phụ thuộc rất nhiều vào việc xuất khẩu và nhập khẩu từ Trung Quốc. Đặc biệt là Nga xuất khẩu sang Trung Quốc rất nhiều vũ khí. Và hơn nữa, Nga xuất khẩu cũng rất nhiều dầu mỏ sang Trung Quốc. Bởi vì sao? Vì sau cái vụ thôn tính tại Crimea, đây các bạn nhìn hình ảnh, thì châu Âu và các nước văn minh đã tẩy chay Nga và không mua dầu mỏ của Nga. Chính vì vậy mà hiện nay Nga bán được nhiều dầu hay không là đều phải qua đường Trung Quốc. Tức là Trung Quốc là một thị trường tiêu thụ rất lớn cái dầu mỏ của Nga. Và cái điều đó sẽ dẫn đến việc Nga sẽ do dự trong cái việc mà can thiệp vào cái công việc của Trung Quốc khi họ có gây chiến với Việt Nam. Và cái bài báo cũng ghi rất rõ là Việt Nam phải cẩn thận vì Nga cũng giao bang hữu nghị với Trung Quốc. Và trong các điều kiện không bán được dầu sang các nước Tây Âu vì các nước này trừng phạt Nga sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine nên phải bán dầu cho Trung Quốc, nước có nhu cầu về năng lượng rất cao. Muốn bán dầu cho tàu cho nên Nga có thể có thái độ ôn hòa hơn tại vùng Tư Chính và ở Biển Đông. Phản đối ông tàu đi quanh trên bờ Biển Đông ở vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam Nga cũng vẫn làm. Nhưng trong thời gian vừa qua, khi mà Trung Quốc liên tục đưa tàu vào xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đặc biệt trong vùng bãi Tư Chính, thì chính phủ Nga cũng không hề có bất cứ một cái động thái nào, một cái công bố nào cụ thể về cái việc này, mà chỉ có là Mỹ và châu Âu cũng như các nước văn minh khác thì họ đã có phản ứng. Và đây là hình ảnh mà bài báo trên tạp chí Forbes đã đăng về cái vụ diễn biến của vụ việc này. Và họ đang xem xét việc nếu mà xảy ra chiến tranh giữa Trung Quốc và Việt Nam trên Biển Đông thì Nga sẽ phản ứng ra sao. Và cũng trong bài báo này cũng đăng rất rõ rằng theo bài báo trên tạp chí Forbes thì cho đến nay Việt Nam đã tỏ ra can đảm khi cho triển khai các lực lượng của mình ra đối đầu với các tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Hà Nội còn thách thức Trung Quốc bằng cách dò tìm dầu khí trên Biển Đông trong khu vực gọi là đường chín đoạn, hay ở trong nước ở Việt Nam chúng ta hay gọi là đường lưỡi bò, mà Trung Quốc vẽ ra để giành chủ quyền với các vùng biển có trữ lượng tài nguyên phong phú trong khu vực. Thì đây là bài báo mà các bạn cũng có thể tra cứu trên mạng truyền thông, hoặc chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây cuối của video này để các bạn có thể tự tham khảo những thông tin rất phong phú trong những bài báo đó. Và tất nhiên là những cái nội dung như vậy không được phía Việt Nam truyền tải một cách đầy đủ, cho nên các bạn cần phải chủ động tìm những thông tin như vậy để biết được tình hình thực tế tại Việt Nam ra sao. Và tất nhiên mặc dù Trung Quốc không phải vì thế mà e ngại Việt Nam, cho nên ngay sau khi Việt Nam có những cái phản ứng cụ thể, đó là việc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đưa ra cái công hàm phản đối Trung Quốc về việc xâm phạm cái chủ quyền biển đảo tại Việt Nam. Và gần đây nhất thì ngay cả Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã có cái phát ngôn về việc Trung Quốc đưa cái thông tin sai trái vào sách giáo khoa của họ. Đó là việc họ nói rằng là vùng biển Biển Đông là cái việc mà lãnh thổ, lãnh hải của họ đã phát hiện ra từ thời cổ xưa và đấy là thuộc của họ. Chính vì vậy mà Việt Nam đã đưa ra những cái phản bác lại với việc cụ thể như là trong bài báo này ghi rõ là Việt Nam lên án Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại Hoàng Sa. Đây là cái điều mà gần đây chúng ta đã bắt đầu thấy Việt Nam thể hiện cái chính kiến của mình rõ ràng hơn. Có nghĩa là Việt Nam phải khẳng định rằng đấy là chủ quyền của mình và Trung Quốc là cái nơi mà đã xâm phạm của họ. Và điều đó có thể dẫn đến những cái việc mà Việt Nam được quốc tế công nhận và xem xét cái chủ quyền này là của Việt Nam thì Việt Nam phải khởi kiện Trung Quốc. Và như Philippines mà muốn khởi kiện Trung Quốc thì Việt Nam phải chuẩn bị hồ sơ ngay từ bây giờ. Và trong những bài báo như vậy họ cũng nói rất rõ rằng là Trung Quốc sẽ tránh không đụng độ với Nga, nhưng ngược lại nếu xảy ra đụng độ giữa Việt Nam và Trung Quốc thì Nga sẽ chỉ đóng vai trò trung gian mà thôi. Nga chỉ khuyên can và làm sao hai bên bớt căng thẳng. Thành ra bây giờ tranh chấp giữa Tư Chính chỉ là vấn đề của Việt Nam. Việt Nam phải có lập trường rõ ràng hơn với Trung Quốc. Nếu Việt Nam cứ đi dây hàng 2, hàng 3 thì người ta không biết thái độ của Việt Nam như thế nào, nhất là với Nga và Mỹ. Hiện nay cần một thái độ dứt khoát. Cái việc tranh chấp trong bãi Tư Chính sẽ còn kéo dài. Sự can thiệp của Nga hoặc Mỹ vào Biển Đông có thể giúp Việt Nam chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Không một nước nào có thể giúp Việt Nam nếu Việt Nam không có một thái độ rõ ràng. Thì đây là cái thông tin mà chúng ta có thể truy cập ngay trên những trang báo của quốc tế mà trong nước đã không đưa. Và hiện nay rõ ràng là Việt Nam vẫn đang đứng giữa
việc là cái quan hệ ngoại giao với Trung Quốc nên giữ như vậy, duy trì như vậy hay là phản đối. Mà mặc dù như vậy, Trung Quốc có vẻ như là không sợ tất cả những cái lên án của Việt Nam, họ không, và họ tiếp tục ngang nhiên đưa rất nhiều tàu thủy, tàu lớn ra để tập trận ở ngoài Biển Đông. Và đây là hình ảnh mà các bạn thấy, nhìn thấy chiến hạm Phượng Hoàng của Trung Quốc rất hiện đại, cùng với những tàu khác đang diễn tập và bắn đạn thật ngoài Biển Đông. Trong 2 ngày vừa qua, ngay sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối thì họ đã đưa tàu ra. Đây là việc Trung Quốc đã đang dằn mặt Việt Nam và đe dọa là sẵn sàng gây chiến tranh với Việt Nam ở trên Biển Đông. Thì đấy là cái điều mà rất nguy hiểm, với việc mà hiện nay quan hệ quốc tế đều phải được diễn giải trên những cái biện pháp ngoại giao, chứ không thể đem vũ khí và đem tên lửa và đem phóng súng phóng lựu và các loại ra để bắn phá và tiêu diệt lẫn nhau như thế này như Trung Quốc đã đưa. Và đến cuối cùng thì chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì cũng không thấy bất cứ một cái nước nào lên tiếng phản đối, kể cả những nước đối tác chiến lược của Việt Nam cũng không lên tiếng phản đối gì cả với Trung Quốc và khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Mà chúng ta lại thấy duy nhất và mạnh mẽ nhất lại là Mỹ. Đấy, các bạn nhìn thấy hình ảnh hiện nay rất rõ ràng là Mỹ đã đưa lập tức là đưa tàu sân bay vào Biển Đông. Đấy, hiện nay chiếc tàu sân bay này đang đi di chuyển trong Biển Đông và đi về hướng Philippines. Và chiếc tàu sân bay này có chứa đến hàng trăm chiếc máy bay chiến đấu và cùng những tên lửa và hành trình, và thậm chí có thể có tên lửa hạt nhân. Và đây là cái điều mà răn đe Trung Quốc, để Trung Quốc không thể coi Biển Đông là cái ao nhà của mình, và Việt Nam không nên vì thế mà quá nhu nhược và không có biện pháp rõ ràng với Trung Quốc. Thì khi những cái nước lớn như Nga hoặc là Mỹ muốn bênh vực Việt Nam thì Việt Nam cần phải có thái độ dứt khoát và cần phải đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế để có cái biện pháp cụ thể về pháp lý, cũng như có cái phán quyết như Philippines đã đạt được. Thì điều đó sẽ giúp Việt Nam rất nhiều trong cái việc và đấu tranh chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của chúng tôi từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019. Và các bạn hãy để lại những bình luận, những nhận xét và những cái chia sẻ trong cái video này, và những yêu cầu mà các bạn quan tâm về những cái thông tin trên thế giới mà trong nước không thực tiếp cận hoặc tiếp cận không đầy đủ. Chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ các bạn trong thời gian nhanh nhất và cụ thể nhất, cũng như là trung thực nhất những thông tin đó. Chào các bạn và chúc các bạn có một buổi tối cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Hẹn gặp lại các bạn. Và Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin.